Xin chào đại gia đình Facebook thân yêu. Hôm nay lâu lắm rồi mà Vân Lạ mới có dịp mà lên Facebook để trò chuyện với mọi người. Thưa quý vị, là trang Facebook chính của Mai Vân Lạng thì hiện nay không hiểu làm sao Facebook không cho phát trực tiếp, cho nên là Mai Vân Lạng lập cái Facebook mới này để trò chuyện với quý vị. Rất mong được sự cảm thông chia sẻ của quý vị, và mọi người hãy cùng nhau, mỗi người một like rồi là một chia sẻ, để nhiều người được vào đây trò chuyện với Mai Vân Lạng, nhiều người được mọi người có thể đặt câu hỏi để Mai Vân Lạng chia sẻ trả lời xung quanh chủ đề dân ca và cổ truyền cả nhà nhé. Trong khi chờ đợi mọi người thì vào thì mời cả nhà cùng nghe một tiết mục hát văn rất quen thuộc ạ. Chia sẻ giúp nha. Xin chào Trần Điện. Xin chào Trần Điện. Nhìn nhỏ quá nhỉ. Máy này rõ ràng giờ nó hơi nhỏ. Em chào anh. Không, em không hát đâu anh. Anh Hiệp ơi, anh chia sẻ với em nhé, để em trò chuyện về dân ca và chào anh ạ. Bay nhuộm bùn áo nhuộm nâu từ mùa cái cỏ xinh chát chua tí. Em chào chị Thu Bồn. Chia sẻ đây Thu Bồn ơi, chia sẻ cho mọi người xem nhé. Có nghe được không cả nhà nhỉ? Em chào anh Hiệp, anh đừng bắt em hát. Chào Xuân Vui. Em chào chị Phạm Thị Tiến ạ.
ngân đi à ngân đi à ngân hà chảy ngược ơi ta lên đi cao chảy ngược đi lên cao đặc sắc của nhà thơ Nguyễn Duy, bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa qua tiếng hát của nghệ sĩ Dân Dân Khắc Tư. Thưa cả nhà, là lâu lắm rồi Ma Môn Lạng mới có dịp mà trò chuyện trực tiếp với cả nhà như thế này ạ. Và lại vâng ạ, xin chào. Và lại qua một cái nguồn khác, tức là cái Facebook cũ của Ma Môn Lạng thì không hiểu làm sao mà Facebook họ không cho phát trực tiếp nữa. Cho nên là bấy lâu nay là như là cụt tay ấy. May mà nghĩ ra một cái mẹo, tức là lập cái Facebook mới này ạ. Thế và Facebook mới này thì cũng ít người theo dõi, cho nên là cũng mong cả nhà cùng chia sẻ nhiều để mọi người chia sẻ nhiều để mọi người cùng vào và cùng có những câu hỏi, đặt ra những câu hỏi để Ma Văn Lạng trả lời. Trước hết thì Ma Văn Lạng xin thông báo một chút, tức là thưa quý vị, là như là trên các trang Facebook và fanpage của Ma Văn Lạng đã mấy hôm nay thì đã rục rịch nói đó, thì là
Hiện nay thì cái dịch Covid đã được kiểm soát rất là tốt. Thưa quý vị, là du lịch Việt Nam thì cũng từ ngày 15 tháng 3 thì đã được mở cửa hoàn toàn. Thế rồi là các tỉnh thì số lượng người mắc Covid cũng khá nhiều. Thế nhưng mà chúng ta cũng đã biết đấy, các bác các anh chị cũng đã biết là hiện nay thì cái việc mắc Covid thì cũng nhiều nhưng mà lại rất là dễ chữa. Cho nên là chúng ta cảm ơn ông Anh Tuấn đã mời xong vào nha. Cả nhà đặt câu hỏi với Mai Văn Lạng nha, để Mai Văn Lạng trả lời. Hiện nay có hai câu hỏi rồi, lát nữa Mai Văn Lạng trả lời. Xin nói một chút về giao lưu cho toàn quốc đã ạ. Trong quá trình Mai Văn Lạng nhìn thế này là rất có tập trung cái ý tưởng để nói, cho nên là không chào được mọi người, thông cảm. Đang nói dở về cái chuyện là Covid thì đã kiểm soát tốt, cho nên là cái việc mà chúng ta sẽ sắp tới chúng ta sẽ tổ chức giao lưu chèo toàn quốc lần thứ 7. Hiện nay thì ban tổ chức đã nhóm họp trên tạm thời online. Thì một số thành viên ban tổ chức cũng đã rất là hướng rất nồng nhiệt. Thế và sau khi 2 ngày mà chúng tôi đăng tải cái tin là xin ý kiến mọi người về tổ chức giao lưu chèo toàn quốc, thì hiện nay trong hàng trăm tin nhắn thì mọi người đều náo nức cả. Chỉ còn một hai người thì còn băn khoăn một chút thôi. Nhưng tôi nghĩ là còn 3 tháng nữa thì cái dịch kiểm soát cũng đã khá tốt rồi. Ví dụ như là cao điểm của 4 năm gần chục hôm trước thì dịch còn đến 200.000 ca. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy còn rút còn 150.000 ca. Tôi nghĩ đây là một cái kiểm soát rất là tốt của đất nước chúng ta về dịch rồi. Cho nên mọi người cũng khá an tâm ạ. Tôi nghĩ là như thế ạ. Đương nhiên là không chủ quan được, vẫn chúng ta vẫn phải 5K và vẫn phải rất cẩn thận. Xin chào bạn Phùng, bác Văn Phùng Minh. Cái điện thoại này rất là nhỏ chữ nhé, Phùng Văn Minh ạ. Thì cho nên là cái việc giao lưu chèo toàn quốc chúng tôi dự định sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 7, và nếu không thay đổi thì sẽ tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, theo như thông báo trước của chúng tôi. Hiện nay thì ban tổ chức chưa nhóm họp trực tiếp được, cho nên cái sự quyết định về cái việc tổ chức ở đâu và ngày hôm nào thì chúng tôi chưa quyết định được. Nhưng mà có lẽ là cũng không sớm thì chắc chắn là tổ chức trong năm nay. Và cái thời gian tổ chức tháng 7 thì cũng đã gần như là mọi người cũng đã nhất trí rồi ạ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là như mọi người đã biết thì năm nào cũng vậy, người yêu chèo rất là nhiều, rất đông, mà thời gian tổ chức chỉ có 2 ngày và 3 buổi hoặc 4 buổi là cùng thôi, mà mỗi buổi thì chỉ được 25 đến 30 tiết mục. Vậy là chúng ta có độ 100 tiết mục thôi. Thế cho nên là cái việc đăng ký và cái việc mà quý vị yêu chèo, quý vị muốn hát, quý vị muốn giao lưu thì nhu cầu rất là nhiều. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ thông báo sau, nhưng chúng tôi cũng nói trước rằng là cái việc tổ chức cũng rất là khó khăn và cũng sẽ rất là vất vả, tốn kém, và đặc biệt là khâu chọn lựa bài. Cho nên là mong quý vị hết sức ủng hộ, vừa chia sẻ với ban tổ chức những cái việc quý vị có thể làm giúp cho những người yêu chèo chúng tôi. Thứ nhất là khi chúng tôi quảng bá thì quý vị chia sẻ giúp và thông báo giúp cho bạn bè anh em biết. Cái việc thứ hai là quý vị có thể giúp chúng tôi, đó là quý vị có thể không hát được, có thể không trực tiếp đến xem được, thì quý vị chia sẻ những cái live stream trong các buổi trực tiếp. Thế và nếu quý vị có điều kiện thì quý vị xuống cổ vũ cho bạn bè anh em, cho chúng tôi, những người làm công tác tổ chức. Và mới 60 người xem ít quá, mọi người chia sẻ tiếp ạ. Đấy là cái việc về giao lưu chèo toàn quốc ạ. Trước khi mà trả lời từng câu hỏi của mọi người nhé, có ai hỏi gì về chèo toàn quốc không ạ? Vâng, em xin lỗi chạy lại các cái có ai hỏi gì về chèo toàn quốc không nhỉ? Vâng, chào Mão Hạnh Phúc. Vâng, Trần về Thái Nguyên. Vâng, rất cảm ơn anh Linh Đồng Trần về những người yêu chèo ở Thái Nguyên. Ban tổ chức thì hiện nay chưa nhóm họp trực tiếp, cho nên là chưa có quyết định là sẽ về đâu để tổ chức được, cho nên là anh thông cảm. Hiện nay thì cũng có mấy nơi mời về để tổ chức, nhưng mà
Chúng em còn đang phải chờ ban chữ nhóm học trực tiếp đã, và còn phải xem là cái nơi đăng cai là cũ, tức là Hạ Long, thì trả lời ra sao, công việc thế nào. Còn hẹn nếu mà họ Quảng Ninh mà quyết tâm và tổ chức tốt thì hẹn Thái Nguyên sang một năm tiếp theo ạ. Và rất cảm ơn anh Lê Đông Trần ạ. Tôi trôi mất một số câu hỏi rồi. Nếu mà ai tôi chưa trả lời câu hỏi của ai thì và cảm ơn bạn Dần Điện ủng hộ cho bảy một soạn giả mới. Bây giờ thì để mọi người nghe một bài hát nữa rồi chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện. Bây giờ thì mời mọi người cùng nghe một cái bài một làn điệu chèo cổ rất đặc sắc. Tôi cho rằng đây là một trong những bài chèo cổ đặc sắc và nó chèo nhất. Mọi người cùng đoán xem làn điệu gì và ai hát nhé. Cho vui nha. Cả nhà nha. Cả nhà đoán xem đây là làn điệu gì và ai hát nha. Đoán xem là đây là điệu gì của chèo bài hát nhé. Ai rồi Hoàng Tuấn đoán được quạt màn rồi kìa. Yêu chưa kìa, nhà thơ Hoàng Tuấn. Vâng, anh Lưu Trần đây là quạt màn ạ. Một chúng là điệu chèo mà lại rất thích ạ. Vâng, anh ơi, sẵn sàng lên vùng vàng. Mọi người đoán ai hát kìa. Hoạt cảnh cũng được nhưng mà chỉ còn 57 phút thôi ạ. Vâng, Triệu Tính ơi, Thanh Bình ạ, vâng. À, đúng rồi, anh Tuấn. Lấy bát này, bát nước là rồi, chia sẻ tiếp đi ạ. Rất mong nhiều người vào để còn trả lời những câu hỏi mới ạ. Làm gì nữa chứ nhỉ? À, cái tấn kinh nhỉ. Ba chị làm được. Và người chị thân anh bình nhất cho nào. Anh đồng nhất nhỉ. Và xin chào anh Nam Quang. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Hey.
dân Thanh Bình rồi, Thanh Công ơi. Cô Bình lên nhân dân rồi em ạ. Quý vị vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình hát một làn điệu mà Mai Văn Lạng cho rằng một trong những làn điệu trữ tình rất là hay của chèo, đó là làn điệu Vạt Màn ạ. Và rất tiếc là làn điệu này thì ít được viết lời mới. Trước đây thì các bác các cô chú có viết lời mới nhiều nhưng mà gần đây thì ít được viết hơn ạ. Và dần điện xem là viết lời này nhé. Em tiếp tục cái giao lưu trèo toàn quốc. Vừa rồi em có nhận được cái một cái ý kiến cũng khá là gọi là nói vui là gay gắt một chút của anh Nguyễn Hừng, tức là ý anh nói là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì nói nhiều và nói dài trong giao lưu toàn quốc. Thưa anh Hừng, thưa quý vị, là mà với Ba Mươi Lạng nghĩ đây là một cuộc giao lưu chứ không phải là cuộc hát cho nhau nghe mà là giao lưu. Đó là giao lưu ấy thì theo tôi thì có phần hát, có phần trò chuyện, có phần trao đổi, chứ không chỉ là đến chỉ nghe hát. Nếu nghe hát không ý, thì xin nói thật với các anh bác là quý vị là quý vị hát ở trên nhà đây và quý vị hát live stream thậm chí đông hơn người hơn. Đấy là điều tôi khẳng định. Thế nhưng mấy khi quý vị hiểu rằng là mấy khi mà được gặp trực tiếp nghệ sĩ và các nghệ sĩ lại được trao đổi cùng nhau, thậm chí hát song ca cùng nhau, thậm chí hát cùng với họ, thậm chí là chia sẻ những buồn vui ấm lạnh của người nghệ sĩ, thì tôi nghĩ đấy là một cái đấy mới là chất giao lưu. Cho nên là cũng có nhiều ý kiến, không phải chỉ bác Hừng mà nhiều người cũng nói là mời ít nghệ sĩ chuyên nghiệp thôi vân vân. Nhưng mà chúng tôi bảo lưu cái ý kiến của mình, đó là gì, đó là cuộc giao lưu và chúng tôi rất mong các nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng đến, cùng trao đổi, cùng hát, cùng chia sẻ vui buồn với người không chuyên. Chúng ta đang cùng nhau gìn giữ chèo, cho nên cái việc mà mời được nghệ sĩ chuyên nghiệp đến cùng giao lưu, cùng hát, cùng trò chuyện, tôi nghĩ đấy là một cái điều rất là đáng quý. Chứ còn đương nhiên mời thì thế thì chúng tôi đã phải lựa rồi ạ. Ví dụ như là chúng tôi tính 100 tiết mục trong 4 buổi thì chúng tôi phải tính độ 5 hoặc 6 tiết mục cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng hát, cùng giao lưu rồi ạ. Đấy. Đấy là cái suy nghĩ của tôi. Và tôi nghĩ là chắc là ban tổ chức cũng đồng điệu với tôi. Xin chào Minh Vũ ạ. Và trở lại câu chuyện hôm nay. Thưa quý vị, là ngay trong khi mà lời mời tham gia cái chương trình trực tiếp hôm nay của Mai Văn Lạng. Vâng, Danh Hợi ạ. Và vì là cái này thì đúng là làm dâu cho họ, chúng tôi cũng không có ý kiến, gọi là mọi người mỗi người một ý kiến mà, cho nên là
cũng không có vấn đề gì cả. Còn ai ai quý, ai thích, ai trân trọng thì xin mời tham gia. Còn nếu cảm thấy mà các bác cảm thấy không vui, không thích thì cũng không sao cả. Đây là cuộc chơi, cuộc vui. Không phải là cái gì nó phải ép buộc cả, đúng không? Cho nên là tùy ạ. Vâng. Em cảm ơn anh soạn giả Lê Hùng. Thưa quý vị, tôi trở lại câu chuyện của trực tiếp hôm nay. Khi mà đặt vấn đề làm trực tiếp hôm nay thì bạn soạn giả mới của Trèo Dần Điện có đặt hai câu hỏi. Mà câu hỏi tôi nghĩ rất sâu sắc, rất hay ạ. Câu hỏi thứ nhất thì bạn có nói hỏi rằng là tại sao trong dân ca nhạc cổ truyền ấy lại có nhiều bài trùng lời với nhau thế? Và cái câu hỏi có thú vị không cả nhà? Tại sao trong dân ca nhạc cổ truyền lại có nhiều bài trùng lời với nhau thế? Ví dụ như là cái bài Ăn ở trong rừng chẳng hạn, thì trong quan họ cũng có, nhưng mà trong chèo thì lại là Đường trường trong rừng. Hay là cái bài ở trong quan họ là Tuấn Khanh thì ở trong chèo là Đường trường Bần Thước, vân vân. Cái này thì cũng dễ giải đáp thôi dần ạ. Nó có một cái vấn đề là chúng ta phải hiểu rằng là dân ca mà. Dân ca thì nó phải là lấy từ ca dao, đúng không em? Ca dao. Mà thường ấy, thì ca dao có trước, lời ca có trước, ca dao có trước và dân ca cái âm nhạc cất lên sau. Thế cho nên là không, rất là ngẫu nhiên rằng là một cái câu thơ hay, giống như bây giờ em làm một bài thơ hay thì có nhiều người phổ thơ vậy. Và cái bài thơ cái câu thơ là Ăn ở trong rừng chẳng hạn thì bên quan họ hát cũng hát mà bên chèo cũng hát là vì thế. Vì lời nó hay. Đúng không ạ? Cô bay ăn ở mãi trong rừng, chim kêu vẫn hót nửa mừng nửa nửa mừng nửa nửa lo, đúng không? Sa chân xuống mạn đò, sông sâu giờ vắn con giò, lông sâu, đúng không? Vân vân. Đấy thì cái câu ca dao có trước. Cho nên là cái việc mà trùng nhau trong dân ca là có nhiều. Ở đây tôi ví dụ luôn là Đạo Lý Con Sáo chẳng hạn, là một trong những bài dân ca mà có nhiều cái vùng địa phương hát nhất. Riêng Lý Con Sáo mà người ta đếm được khoảng hai ba chục nơi hát. Vâng. Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng sáo bay, đâu rồi nhỉ đồng chí Dần Điện đâu, chẳng hạn thế. Thì Lý Con Sáo Gò Công, Lý Con Sáo Đồng Nai, Lý Con Sáo của Bình Trị Thiên, thậm chí quan họ cũng có Lý Con Sáo ạ. Vâng, rồi là dân ca Phú Thọ cũng có Lý Con Sáo ạ. Đấy, quý vị thấy là một làn điệu thôi mà một một lời câu ca dao thôi thì có đến hàng chục cái bài khác nhau, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta không có cái lý gì, chúng ta không cũng thấy ngay rằng là sông rất ngẫu nhiên thôi. Và rất ngẫu nhiên thôi mà các câu ca dao được nhiều địa phương phổ nhạc. Giả sử mà nhé, tôi nói là giả sử như là câu Lý Con Sáo này mà người xứ Nghệ chẳng hạn, người xứ Nghệ chẳng hạn mà người ta hát ví ra thì cũng là thành Lý Con Sáo đấy ạ. Đây quý vị cùng nghe Lý Con Sáo của dân ca quan họ nhé, không biết mọi người có nghe không, mà đây là con điếu reo con họ đây cả nhà này. Sao số lòng
chờ em tí em trả lời ạ. Có nhưng mà người không có hát lắm đâu ạ, chú ơi. Vâng, quý vị vừa nghe điệu Lý Con Sáo Quan Họ. Anh Tuấn có hỏi Liên Anh nào, và đây là một trong những giọng hát rất hay của Quan Họ, nhưng mà giờ này cũng ít xuất hiện, đó là nghệ sĩ Vương Trọng. Vâng, một bác nào mà biết anh nghe Quan Họ từ của đài từ năm 90 thì năm 80 90 thì sẽ biết nghệ sĩ Vương Trọng. Vâng. Thưa quý vị, là bây giờ tôi xin trả lời tiếp một câu hỏi nữa của anh Dần Điện, một câu hỏi rất vui. Tức là giải thích một số cái điển tích điển cố. Vâng. Ở đây thì có mấy vấn đề thế này. Thứ nhất là tôi phải nói là tại sao các cụ lại dùng nhiều điển tích điển cố? Đó là cái mà tôi suy nghĩ thôi ạ. Đây không phải là sách vở nào mà tôi cảm thấy, tôi suy nghĩ, tôi trả lời thôi ạ. Thứ nhất là ngày xưa ấy, thì các cụ những cái câu, những cái điển tích điển cố thì là văn học bình thường là những người, xin lỗi cả nhà, là những có học, người có chữ, tức là học Tam Tự Kinh rồi học Ông Đồ, học nhiều thì mới đọc được sách. Và tất cả những cái điển tích điển cố ngày xưa ấy thì mọi người đều học qua rồi. Ví dụ như ngàn năm, nghìn năm ai có khen đâu, Hoàng Sào chẳng hạn, thì chắc chắn rằng là các cụ mà được đọc sách của ngày xưa thì biết Hoàng Sào là ai rồi. Đấy, hay là năm ngoái Hoa Đào, năm ngoái còn Cười Gió Đông thì người, mọi người cũng đã biết thơ của Trần Đào rồi, vân vân. Thế được nhất. Thứ hai là hay là Nhịp Cầu Ô Thước chẳng hạn, thì người ta biết cái tích Ngưu Lang Trước Lữ rồi. Cho nên là cái chuyện điển tích điển cố là ngày xưa là các cụ viết rất nhiều. Ví dụ như là nếu mà không biết điển tích điển cố, không được giải thích thì đọc truyện Kiều rất khó hiểu. Thậm chí Chinh Phụ Ngâm cũng vậy, hay là thơ cổ nghĩ ra lại thẹn với ông Đào chẳng hạn, của thơ Nguyễn Khuyến chẳng hạn, mà chúng ta không biết là cụ đang nói về ông Đào Tiềm chẳng hạn, thì chúng ta không hiểu được câu thơ của Nguyễn Khuyến. Thế nhưng mà ở thời đấy, khi Nguyễn Khuyến viết thế, thì những bậc túc nho như Nguyễn Khuyến đọc thì người ta hiểu ngay. Nhưng đến thời nay, chắc là đặc biệt là mấy chục năm nay, thì chúng ta một là ít đọc sách cổ, hai là không có điều kiện tiếp xúc với lại thì Hán học và văn hóa phương Đông nhiều. Cho nên là những cái tích cổ ấy nó rất là khó để cho mọi người hiểu và giải thích. Ví dụ như là cái bài chèo nổi tiếng là Sử Truyện chẳng hạn, Nam Sử Nữ Truyện chẳng hạn, Quan Quan Thư Cưu Tại Hà, Chi Châu Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu. Nhưng các cụ ngày xưa thì sẽ hiểu thôi, vì các cụ học kinh thi đấy, thì các cụ sẽ hiểu những câu này. Nhưng mà chúng ta ở đây thì chúng ta hầu như mọi người là không đọc sách cổ, không hiểu thì sẽ rất khó. Thế còn hôm nay thì Dần Điện thì cũng không hỏi rõ cụ thể là tích nào, cho nên là hẹn quý vị một dịp khác sẽ giải thích. Và nói thật là để giải thích được những cái câu về điển tích điển cố ấy, một là phải tra sách, hai là phải tra qua Google. Chứ còn bản thân mà lạng nhớ thì rất là khó nhớ, chỉ nhớ cái ý thôi. Chứ còn bây giờ nhớ cái tích đấy nằm ở sách nào, trang bao nhiêu và ai viết thì thực sự
cái trí nhớ của Lạng thì không nhớ hết được cả nhà. Vâng, đấy, dần điện ạ. Bây giờ để tiếp tục cái câu chuyện về trước khi sang một câu hỏi nữa của bác Lê Hùng là vì sao chèo không được chưa được công nhận là di sản phi vật thể đại diện nhân loại, thì chúng ta cùng nghe tiếp một cái bài bây giờ sang một cái bài của Ma Văn Lạng, mọi người mới thu thanh, và khi Ma Văn Lạng đưa lên trên trang Facebook hoặc đưa trên sóng thì mọi người cũng rất thích. Đây là tiết mục mới thu thanh Ma Văn Lạng mọi người ạ, mời cả nhà cùng nghe, cùng chia sẻ nỗi niềm với Ma Văn Lạng. Cái cỏ sung chát đào chu, chang chang nắng đo mà mưa trắng đồng, nước mắt mẹ lạc vào trong, ớt tươi ngoài vỏ mà lòng xót nước mắt cay. Mẹ lặn vào trong, ớt tươi ngoài vỏ mà lòng đắng cay, thương y nhớ y đắng đầy. Bài này mới mà Dũng ơi. Để nay vui mồi lưng tầm. Em cảm ơn anh Hiệp. Đây là bài này mới của Ma Văn Lạng. Mới viết ạ. Con đi chưa một lần phúc đáp mi. Thank you.
nơi quê. Cảm ơn Triệu Thị ạ. Nhớ con đi mẹ gạt lệ nghĩ khóc thầm. Cả nhà là đây là bài Mai Văn Lạng mới viết, lời ru tha thiết nhớ về mẹ. Mặc dù là khi viết thì nước mắt tràn với dòng chữ, nhưng mà bởi vì là viết thì viết để cho cả mọi người cùng hát cùng nghe, cho nên là mình mất mẹ rồi nhưng mà vẫn phải viết để cho những người còn mẹ yêu thương mẹ hơn, chứ không phải viết về nỗi đau quá. Cho nên là lời ru tha thiết vẫn còn tràn chứa, vẫn còn là con sẽ về với mẹ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là cả nhà thì yêu thương thì nói rằng là làm karaoke đi, nhưng thưa cả nhà là ngoài cái bài hát này thì nghệ sĩ Chu Cường và top nam nữ nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đã thu thanh. Ngoài ra thì nghệ sĩ ưu tú Minh Phương cũng đang thu thanh và đang đi ghi hình chuẩn bị làm karaoke. Chẳng mà cứ yên tâm là sẽ có karaoke để hát sắp tới ạ. Trở lại câu chuyện về tối nay ạ, soạn giả Lê Hùng thì có hỏi một câu hỏi là rất là thú vị, rằng là tại sao mà nghệ thuật chèo hay như thế mà chưa được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, đúng không ạ? Mọi người, anh Hùng có hỏi thế. Và bây giờ thì là Mai Văn Lạng xin giải đáp thế này ạ. Thưa quý vị, là đây là lần giải đáp thứ rất là nhiều lần với lại quý vị yêu chèo nói chung và những người yêu dân ca, yêu chèo nói riêng và những người yêu dân ca rồi. UNESCO là một cái tổ chức văn hóa giáo dục của thế giới, họ công nhận những di sản mà, phi vật thể, và họ thường là tìm những cái di sản mà một là còn nguyên sơ, hai là đang được cần bảo vệ khẩn cấp. Thì chèo chúng ta đang như thế nào? Thứ nhất là chèo bây giờ không còn nguyên sơ. Quý vị có thể thắc mắc rằng chèo cổ đấy thôi, tôi vẫn hát chèo cổ ấy thôi, tôi vẫn hát Quân Tử Vô Dịch, tôi vẫn hát Đò Đưa, tôi vẫn hát Đường Trường Trong Rừng cổ ấy thôi, tại sao lại bảo là không phải cổ? Vâng, thưa quý vị, chúng ta lật dở trang sử của chèo, chúng ta thấy rằng là chèo của chúng ta là chèo Sơn Đình, chèo cổ Sơn Đình, diễn ở chiếu chèo Sơn Đình với những cái ý thứ nhất là diễn theo tích và diễn hàng đêm, cũng như là các cụ ngày xưa diễn ở chiếu và gọi là ngẫu hứng, chứ không theo lớp lang, không theo kịch bản, không theo dàn dựng như bây giờ. Những cái vở chèo chúng ta đang xem, kể cả bài vở chèo cổ mà chúng ta đang có bây giờ, bài vở chèo cổ là những bài vở gì ạ, mọi người nhớ không ạ? Quan Âm Thị Kính là 1, Duy Vân là 2, Lê Bình Dương Lễ là 3, Từ Thức là 4, Chu Mãi Thần là 5, Tôn Mạnh Tôn Trọng là 6, Trương Viên là 7, đúng không ạ? Thì cũng đã được các gọi là ban nghiên cứu chèo tổ chức nghiên cứu được các nghệ nhân tứ chiếng để gọt rũa, trau chuốt lại, và một số làn điệu, đã là số làn điệu rồi, một số nữa
đã được các cụ như là cụ Trùm Thịnh, cụ Năm Ngũ, đặc biệt là cụ Minh Lý gọt giũa, cải tiến lại, cắt bớt đi, thêm vào, và một số cái lời của chèo cổ đã được các soạn giả mới bây giờ còn soạn giả chỉnh sửa, nâng cao lên. Ví dụ như điệu Quốc Tử Hô Dịch mà quý vị nghe không phải điệu cổ, mà điệu ấy là do soạn giả Hàn Thế Du viết lên và chỉnh sửa lên và nâng cao và có dịch từ cái lời cổ lên, vân vân. Thì những cái đó nó không còn là cổ xưa nguyên gốc nữa. Thậm chí bây giờ một trong những làng chèo cổ nhất Việt Nam bây giờ là làng Khuất chẳng hạn, thì còn giữ được một vài nét của chèo cổ thôi, nhưng còn cũng diễn những cái trích đoạn, những cái bài hát cổ. Thì cái trích đoạn nổi tiếng bây giờ ví dụ như là Kiều, hoặc là trích đoạn Một Chòm Chàng Trai chẳng hạn, thì cũng là từ chèo cải lương ra thôi ạ. Kiều chính là và trích đoạn Một Chòm Chàng Trai là từ cái tác phẩm Nhị Độ Mai của chèo cải lương Nguyễn Đình Nghị đấy. Vâng, đấy là cái mà vâng chèo cổ có từ Đế Đinh đúng không ạ? Đấy là cái mà vì sao mà UNESCO không chưa công nhận. Vừa rồi thì chúng tôi được biết là chính phủ, nhà nước, rồi Bộ Văn hóa có giao cho tỉnh ủy Thái Bình làm hồ sơ để trình UNESCO công nhận về chèo, và một bộ hồ sơ này thì cũng đang được hoàn thiện. Thế và một trong những cái địa điểm mà tỉnh Thái Bình tổ chức để mà làm hồ sơ đó chính là làng chèo Khuốc, Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình. Và chúng tôi cũng vừa được biết rằng là có những cái cuộc mà các nghệ nhân chèo Khuốc đã phải lăn lưng bò toài, nó như vui thế, để mà tìm lại vốn cổ rồi nhặt nhạnh dựng lại. Và nghệ nhân Bùi Đăng Chiêm đúng không ạ? Đây có Bùi Đăng Chiêm không ạ? Một trong những nghệ nhân còn sót lại của chèo Khuốc đã đang cố gắng. Chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng là nghệ thuật chèo sau đây thì nghệ thuật chèo từ cái vốn văn hóa cổ chèo cổ của làng Khuốc, thì rồi là một số làng chèo cổ của đất Thái Bình thì sẽ được UNESCO công nhận để thỏa niềm mà trông đợi của người yêu chèo. Câu hỏi thì tạm thời như thế được không các bác? Bây giờ em mời các bác nghe một làn điệu em mời các bác nghe một làn điệu chèo cổ nữa ạ. Và một làn điệu chèo cổ phải nói là rất là ngọt ngào, tha thiết ạ. Vâng, quý vị các bác chờ em sẽ tìm một làn điệu chèo cổ mà điệu này thì chắc là mọi người sẽ biết ngay thôi ạ, và mọi người đoán ba người hát nhé. Bác là hỏi gì đâu ạ? Bác nào mà biết được điệu này xong lại biết được người hát được thì đấy mới là thực sự đang lặng lẽ đấy. Của này là chưa
ta đoán được điều gì nhỉ? Bài gì nhỉ? Trời ơi, anh đã về nghiệp ấy. Điều này nổi tiếng lắm. Vậy là nghe ra chưa? Đấy. Không phải có bao chơi nghe. Nào là thằng nghi thằng của lớn đi, nào là thằng thằng cu mẹ cu đi cu đi cu đi. Cả nhà vừa nghe một làn điệu chèo cổ
Đó là điệu hề Cu Lớn Cu Bé do nghệ sĩ Thanh Biên của nhà hát chèo Việt Nam thể hiện. Thưa quý vị, khi quý vị không đoán được làn điệu gì thì chúng tôi nhận thấy lỗi lớn ở chúng tôi, những người làm chèo chuyên nghiệp. Bấy lâu nay thì chúng ta đã quen và đã làm rất rất quen với một số làn điệu trữ tình. Còn chèo thì có đến 150 làn điệu theo nhà nghiên cứu, theo nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, và có đến 200 làn điệu theo rất nhiều nghiên cứu khác. Vậy mà chúng ta chỉ loanh quanh biết được khoảng chục làn điệu: Luyện Lăng Cung, Đào Liễu, Quân Tử Vu Dịch, Quạt Màn, rồi là Con Nhện Răng Mùng, vân vân, từ chục làn điệu. Còn những làn điệu mà thể hát sóc, hát hề là quý vị ít được tiếp cận. Đó là lỗi chúng tôi. Qua đây thì tôi cũng sẽ tích cực lên sóng để giới thiệu hệ thống của hát hề và các làn điệu khác trong chèo để quý vị biết thêm. Chứ như này thì đúng là một lỗ hổng, và tôi xin lỗi thật như thế anh Hiệp nhỉ. Anh em mình phải giới thiệu hơn nữa để cho quý vị yêu chèo biết hơn các làn điệu chèo. Thưa quý vị, sở dĩ chèo là một sân khấu là vì sao? Là vì nó có hỉ nộ ái ố, có buồn, có hỉ là vui, nộ là tức giận, đúng không? Buồn ái là yêu thương, vân vân đó. Vậy thì chúng ta chỉ biết được trữ tình tha thiết yêu thương thôi, còn những cái làn điệu khác, kể cả những làn điệu về tức giận thì cũng chỉ được một bài dậm chân, chứ còn những bài khác mọi người cũng ít biết. Đấy là lỗi tại chúng tôi, người làm chuyên nghiệp. Đấy, vâng, trong khi đó thì chèo có đến hơn 150 điệu Hà ơi ạ. Cái đây là cái lỗi của chúng tôi, những người làm chèo chuyên nghiệp, mà bởi vì là lâu nay chúng ta chỉ hát chèo chứ tìm chèo chuyên nghiệp thì đúng là rất là khó, hay là cả là các làn điệu hề rất nhiều. Có một bạn bạn Loan Hoàng rất nhầm, vừa rồi lại cứ nhầm làn điệu hề này với lại Con Gà Rừng. Đây, Con Gà Rừng như này cơ, Con Gà Rừng nó khác hẳn đi ạ. Dân vì Vâng Hiệp, duyên vâng. xôi nên Đây mọi người nghe, đôi chị Loan Hoàng nghe nhé. con thuyền xa Gà Rừng là một trong làn điệu ân ái thể hiện trước sự thời tức giận đến điên cuồng, gạch rồ lối dại, căm hận. tình Thì nghĩa hát Gà Rừng sau đây ạ, mọi người nghe nhé. bởi vì ai giàu giàu ngăn sân cho đến nỗi tôi điên cuồng dơ dại con gái rừng ta đằng ta đằng ta đằng con gái rừng ăn lần qua lấy nọ mấy con qua lấy nọ mấy con kia 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 đắng cay cha có chịu ức đắng cay cha Quan Anh có Hiệp, chịu anh và cho anh em để mọi người hiểu hơn. Mà để làm việc ai hay bông Bông rắc bồng bông 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 ríu xà 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 lắc xà 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 líu tháng giềng ai hay đấy bạn là Loan Hoàng, cái đây là Gà Rừng này, chúng ta bạn nhầm đúng. Chờ cho cây lúa chín qua lấy nọ vàng mang qua lấy nọ vàng mang kia 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 để anh đi gặt lúa để anh đi gặt lúa mà để cho nàng mà để cho nàng mang cơm bông mà bông mắt
Thưa quý vị, là trong chèo thì còn có cả những làn điệu người ta gọi là chuyên dùng và đa dùng nữa. Quý vị thì hay dùng những cái hay hay biết được những cái làn điệu mà chuyên đa dùng. Thế còn những làn điệu chuyên dùng mà quý vị không biết, ít biết, những người yêu chèo mà không nghiên cứu sâu thì lại rất là ít biết. Và xin chào Cao Xuân Ngọc, xin chào chị Trúc Phạm. Vâng, chị Kim Lan, chào chị Kim Lan. Vâng, điều còn màn em vừa phát lúc đầu thì chị xem lại chị Kim Lan nhé, phát ngay lúc đầu đấy. Bạn Loan Hoàng nghe, đây là điệu gà rừng này đấy. Thì chúng ta ví dụ như điệu gà rừng này là điệu trong cái gọi là chuyên dùng. Thế nào là chuyên dùng, thế nào là đa dùng? Hẹn quý vị một buổi khác, chúng ta sẽ lại tiếp tục trò chuyện về những làn điệu chèo chuyên dùng và đa dùng. Bây giờ là 1 tiếng của cái trò chuyện rồi, mà Lạng xin phép là bây giờ có cái Facebook này rồi, mọi người khi mà phát trực tiếp thì mọi người lại ủng hộ nhé. Bây giờ mời quý vị nghe một làn điệu mà cũng lại là mọi người ít biết nữa. Anh Hiệp thì bài điệu này mọi người sẽ ít biết này. Dần điện nhé. Chi chi tai khó nghe cho nên anh không nghe rõ, chứ còn điệu này thì anh quá quen thuộc rồi ạ. Thưa quý vị là đây, bây giờ điệu này chẳng hạn là mọi người cứ quen điệu đường trường phải chiều rồi, cho nên là không biết điệu này. Điệu này chính là điệu chi tải phu quy, tức là điệu để hát để người con gái lấy chồng, và đặc biệt là trong vở Súy Vân hay dùng điệu này nhất. Thế nhưng mà lâu nay mọi người thì lại quen với làn điệu và mọi người lại quen với lại làn điệu đường trường phải chiều rồi, cho nên là quên mất điệu hát này đấy, để chi tải vô quy. Và để giới thiệu một làn điệu độc nữa rồi là xin phép là hạ màn. Và mời mọi người nghe một làn điệu nó gọi là, cứ gọi là khó đi, mọi người sẽ ít biết đi chẳng hạn, thì mọi người sẽ thấy ngay là tại sao lại tìm nha, tìm mọi người. Cái điệu này rất là nhiều người hay dùng, rất nhiều quạt cảnh, các cảnh hay dùng, nhưng mà cũng nhiều người không biết. Mọi người xem điệu gì nhá. Mình chứ mình không đâu mà ta
Đây là một trong những làn điệu mà thuộc thể hát sắp và này cũng rất là đa dùng, gần như là vở chèo nào mở đầu, một số vở chèo các cảnh chèo thì mở đầu thì thường hát làn điệu này, đó là sắp của Phong cả nhà. Và đúng rồi, nhà giáo ưu tú Thanh Tuyết chứ không phải nghệ sĩ ưu tú Dần Điện nhé. Và thưa quý vị, là trong vòng một tiếng thì Mai Văn Lạng đã trò chuyện với quý vị được khá nhiều về chèo, về dân ca. Thứ nhất là giới thiệu với quý vị một vài nét để chuẩn bị giao lưu chèo toàn quốc. Cái điều thứ hai là trả lời được câu hỏi của bạn, thắc mắc của một anh nói rằng là trong giao lưu chèo toàn quốc thì có nhiều nghệ sĩ chèo tham gia quá mất thời gian của người không chuyên, ý như thế, vân vân. Thì chúng tôi cũng đã giải đáp rất là cặn kẽ. Cái thứ ba là trả lời được câu hỏi của bạn, hai câu hỏi của bạn Dần Điện. Thứ nhất là câu hỏi về tại sao trong chèo và dân ca lại có nhiều bài hát cùng một lời, cùng nhiều làn điệu cùng một lời. Cái thứ câu hỏi nữa của bạn Dần Điện là cái điển tích điển cố trong chèo. Thế và một câu trả cũng làm sáng tỏ được một ý nữa là tại sao chèo được hay như thế mà lại chưa được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Và cuối cùng là chúng tôi giới thiệu những cái điệu hát ngoài tích trò, và một số điệu hát ngoài tích trò trữ tình, và những điệu hát đa dùng trong tích trò, tức là chuyên dùng trong tích trò vân vân. Chúng tôi cũng sẽ hẹn sớm gặp lại quý vị ở cái trang Facebook mới Văn Lạng Mai này để tiếp tục giới thiệu với quý vị những làn điệu dân ca, những tiết mục dân ca và chèo mới nhất. Và thưa quý vị, là bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, Mai Văn Lạng có một cái chuyên mục mới trên sóng VOV3, đó là cùng Mai Văn Lạng 8 chuyện dân ca. Trong cái chương trình này thì Mai Văn Lạng cũng lại lên sóng ở Đài Tiếng Việt Nam để trả lời những câu hỏi như thế này. Cho nên là nếu quý vị có câu hỏi và muốn được câu hỏi trả lời, hoặc là trả lời trên sóng Đài Tiếng Việt Nam, thì quý vị hãy gọi vào số máy Mai Văn Lạng đang phát đây ạ, số máy 0961349068. Mai Văn Lạng nhắc lại là 0961349068. Và 15 giờ đến 16 giờ, tức là 3 giờ đến 4 giờ chiều thứ tư hàng tuần, Mai Văn Lạng sẽ trả lời những câu hỏi và đáp ứng được những yêu cầu của quý vị về dân ca. Chương trình cùng Mai Văn Lạng 8 chuyện dân ca sẽ phát sóng vào 11 giờ trưa chủ nhật trên VOV3, phát lại vào 15:05 thứ ba trên VOV3, và còn một buổi phát lại nữa là 9:05 buổi sáng thứ hai trên VOV2. Bây giờ thì quý vị ít có radio, tôi biết, quý vị có thể truy cập vào trang web là vov3.vn hoặc là vov2.vn để nghe trực tuyến, để nghe trực tiếp các chương trình của Mai Văn Lạng. Bây giờ Mai Văn Lạng có một tuần một tiếng để trả lời đáp ứng yêu cầu của quý vị. Quý vị nhớ và ghi rõ và nhớ cho số máy là 0961349068 để cùng nhau gọi cho tôi, hoặc là inbox, hoặc là inbox vào cái trang fanpage hoặc trang Facebook này để hỏi câu hỏi. Hoặc quý vị có yêu cầu về dân ca, hoặc có muốn nghe, hoặc là muốn nghe bài gì, hoặc là muốn được tặng thơ dân ca, tất cả những gì dân ca cổ truyền, nói chung quý vị inbox cho Mai Văn Lạng hoặc gọi trực tiếp ạ. Bây giờ thì
cũng đã hơn một tiếng mà bạn trò chuyện rồi. Trân trọng cảm ơn quý vị. Dù là Facebook mới với một cái lượng bạn theo dõi rất là ít, có 600 bạn thôi, nhưng quý vị yêu thương đã chia sẻ hộ giúp nhiều, và đến bây giờ vẫn còn gần 100 người theo dõi. Mai Văn Lạo rất cảm ơn, đa tạ, và mong gặp lại quý vị trong một buổi sớm nhất. Mai Văn Lạo sẽ live stream, sẽ tiếp tục trò chuyện cùng quý vị. Xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn.